Hello mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình lại đi ra vườn của bố mình mọi người ơi. Thì mình ra tìm thức ăn mọi người. Mình ra hái rau. Rau đó thì dân tộc mình gọi là sắc a ngơn mọi người. Nhưng mà mình không biết mọi người gọi cái rau đó là tên là cái gì nhưng mà mình không biết. Thì bây giờ thì mình với mọi người cùng nhau đi hái rau mọi người. Đây là bắp của mẹ mình mọi người. Mẹ mình trong thì gần tra đó mọi người. Đây, rau thì ở đó đằng sau mình mọi người. Rau đó sắc a ngơn. Sắc a ngơn sao bây giờ ăn thì rất là ngon đó mọi người. Đây. Đây là bắp mẹ mình mọi người. Đây. Đây là đây mọi người có thấy diệt thương không mọi người? Đây là con chó mới mình nuôi mọi người. Mình xin được là mình về mình nuôi mọi người. Đây rất đáng yêu lắm mọi người, nhưng mà tôi ghét là hắn là vì ngủ ở trong nhà toàn là ỉa bệnh luôn mọi người. Loàn đi ngủ với mình và ỉa trong nhà luôn, cứt chỉ con đuôi cứt đầy còi ỉa của hắn đây, cứt chỉ luôn thằng này còi mặt kìa đẹp không. Suốt ngày cứ ỉa trong nhà, không thích đi ra ngoài luôn. Đây mọi người ơi, mình đã hái xong rồi mọi người. Đây. Thì bây giờ thì mình về mình làm một món ăn mọi người. Đây, sao. Sao vừa giờ ăn thì rất là ngon luôn mọi người ơi. Đây. Về. Bây giờ thì mình về mọi người. Hey, về đi. Sau mình là con bò của bố mình mọi người. Thì cỏ thì chết hết, tháng 3 thì cỏ chết hết. Đây cho nó clom tới đi. Thank you.
Rồi mọi người ơi, mình đã làm xong món ăn của mình mọi người ơi. Đây. Đây nha mọi người. Thì bây giờ thì mình ăn mọi người. Rồi. Mời mọi người ăn nha. Cay quá mọi người. Cay ớt lắm.